Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Best Show các bạn. Mình là Nô Hù đây. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn một buổi talk show nhỏ về việc bữa giờ mà là tên shop Ú Hù luôn được réo trên các hội rùa nha. Mặc dù là từ trước giờ thì Ú Hù đâu có vô các hội rùa để bán nữa. Đây mình chỉ bán cho khách quen và các khách trên kênh YouTube thôi. Đầu tiên thì mình sẽ quay sơ một vòng quanh shop cho các bạn. Đấy. Bên mình thì có rất là nhiều các loại thú cưng nha, chó, mèo, cú, sóc, đấy, mọi thứ. Rùa thì tất nhiên là những bé rùa xịn sò thì tại shop đều có nha các bạn. Đấy, shop vẫn còn một bé rùa mũi lợn nè, rất là nhiều khách muốn mua nhưng mà nó rùa cũng không bán để nuôi chơi. Còn đây là một chú rùa Ari khủng, đây cũng có rùa cổ rắn nha, rùa con bonsai khủng. Đây, hồ cá cơ ngơi đầy đủ như vậy các bạn xem. Mình thấy thắc mắc lạ là ta thường nói là trong cuốn mà bỏ thóc. Đây, mình không hiểu là một câu nói vu vơ của một bạn khách nào đó đang trên hội, chỉ cần nói shop Ú Hù lừa đảo thì là mọi người nhào vô nói ừ shop đó lừa đảo. Mà tôi xin hỏi các bạn một điều là bằng chứng ở đâu? Tôi cần các bạn đưa ra một hình ảnh bằng chứng là shop Ú Hù đã lừa đảo cái gì, tôi sẽ đền ngay cho các bạn. Đấy, còn cái vụ mà là nhiều người cứ nhắc lại cái vụ ba Dino của từ năm ngoái đến giờ, tôi thấy lạ. Từ năm ngoái tôi đã giải quyết vấn đề này rồi, đã làm không biết bao nhiêu talk show cũng như cả một cái hành trình mà đi lên tận Đà Lạt để gặp cái em khách mà Bảo Huy kiếm chuyện trên Đà Lạt, và em đó vẫn không chứng minh được là con ba Albino đã chết. Tôi vẫn đền bù cho các bạn đầy đủ và bà cho bạn đó đầy đủ để giải thích hết mọi vấn đề. Tôi không hiểu là mọi người xem cái clip đó xong có hiểu gì không, và vẫn cứ nói là shop Ú Hù lừa đảo. Vậy tôi xin hỏi là lừa đảo cái gì? Và từ năm ngoái đến năm nay, Ú Hù đã bán rất nhiều con rùa và hầu như tất cả các đơn đều hoàn thành tốt, chưa hề nhận được cái phản hồi mà xấu rồi bóc phốt này nọ. Mà lâu lâu thì có vài người cứ nghe ăn tức ở nè, gắt mưa khách mua không được rùa của shop thì lại cứ nói shop lừa đảo. Và tôi xin hỏi các bạn là hãy đưa ra bằng chứng, có clip, có hình ảnh gì Ú Hù lừa đảo không? Đấy, không chỉ mảng sóc hay không chỉ mảng rùa, mà bên shop Ú Hù còn có bán sóc nè, bán hamster, bán rắn, đủ hết mọi cái loại. Đấy, thì các bạn ở shop có đủ các loại bé mà, hay có cả cá nữa. Đấy, hầu như Ú Hù nuôi chơi cái gì có kinh nghiệm hết còn mới bán. Cho nên là về cái vấn đề mà là uy tín thì xin nói là hàng đầu Việt Nam nha các bạn. Khi mà anh Ú Hù đã nhận tiền chuyển khoản từ khách thì tất cả các đơn hàng đều hoàn tất rất là tốt, có hình ảnh đăng đầy đủ trên Facebook, trên Zalo nha các bạn. Đấy, xin nói về một vấn đề nữa mà hầu như là nhiều bạn cứ thắc mắc hỏi là gửi rùa có bảo hành không. Vấn đề mình xin giải thích luôn, mình đã gửi rùa qua một cái app ứng dụng, và tất nhiên là không có công ty vận chuyển nào nó chịu nhận chuyển thú, và cho dù nó có nhận nó cũng sẽ nói một câu là chết không đền như vậy. Đấy, mình đã chấp nhận như vậy rồi, nhưng tất nhiên là mình phải có cách gói rất là tốt là đằng khác nhận cái đơn như vậy, nhưng mình sẽ vẫn không thể nào bảo hành cho các bạn được đến tay vì một lý do. Nếu các bạn nào mà dám tuyên bố là bảo hành đến tay chết đền như vậy, các bạn có sợ là đối thủ cạnh tranh của các bạn là sẽ chơi xấu không? Và nếu mà xui nhất là rủi ro là do vận chuyển, là do bên vận chuyển, chứ trước khi mà đóng gói hàng thì anh Ú Hù đã gói, có quay clip rất là đầy đủ gửi cho khách trước luôn và đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất có thể. Nhưng bây giờ đầu tiên là nếu anh shipper đó anh đi giao hàng, anh để một cái hộp rùa ở ngoài đường đi, ở ngoài xe ngoài đi ăn cơm, lấy mỗi lần mình gói mình sẽ gói kiểu giống như vậy đó, rồi đi ăn cơm và để như vậy nó nóng quá, cái đại bắt đền lỗi là lỗi của shop, trong khi shop không hề có mang lỗi gì hết, shop đã gói rất là tốt rồi. Đấy, còn một trường hợp khác nữa là nếu bị người ta phá, dù là bạn có nhận được rùa khỏe đi, bây giờ bạn muốn phá mình đúng không, chỉ cho rất đơn giản, bạn đừng có mở gì hết, bạn lấy cái hộp đó bạn quăng ra ngoài nắng, bạn để một tiếng đồng hồ sau bạn hãy mở, hoặc là bạn mang cái hộp đó bạn mang vô tủ lạnh, bạn để ngăn đá đó một tiếng sau bạn hãy mở, bạn quay clip đầy đủ hết, tất nhiên rùa bao chết. Khi bạn quăng qua cái điều kiện khắc nghiệt như vậy, bạn đã cố tình gài bẫy người ta, chơi xấu người ta, thì làm sao mình có thể lường được vấn đề đó.
nên chắc chắn là mình sẽ không có bao giờ nhận trách nhiệm nào. Chết do vận chuyển là shop phải chịu và shop phải đền. Nói thiệt, nếu mà shop nào mạnh dạng mà dám nói cái câu là gửi đến mà lỡ chết đi, tôi đền. Nói thiệt, muốn phá thì mình phá cho, một ngày mình đặt 10 đơn và 10 đơn đó đồng loạt là gùa chết hết. Vậy thì ở shop đó có đền được hay không? Mà ai cũng tuyên bố mở miệng ra là tôi bán rùa chết tôi đền. Đó, một vấn đề nữa là rùa giao cho khách luôn là rùa khỏe. Khỏe từ lúc khách nhận hàng, từ lúc gửi hàng đã khỏe, đã kiểm tra hết. Còn do lỗi của khách nuôi một thời gian mà chết thì không thể quay ngược lại bắt đền shop được. Ngay đến không chỉ có rùa mà sóc hay hamster gì cũng vậy. Ngay đến con người mình cũng vậy nữa. Tôi đang rất khỏe nhưng mà tôi về nhà bạn, bạn nuôi không đầy đủ, không cho tôi ăn, không cho tôi vận động, không đúng nhiệt độ, tôi cảm, tôi sốt, tôi bị bệnh phổi, tôi chết. Nhưng bạn lại quay ngược lại là bắt đền cái người bán là không được. Pet thú cưng nó khác với điện thoại di động nha các bạn. Điện thoại di động là rủi ro nó thương này nọ sẽ phải có nguyên nhân. Nếu mà như giống như các bạn gớt nứt đi thì có nguyên nhân gớt nứt, nó đâu có đền cho bạn. Ngay đến điện thoại kêu là kháng nước đi, các bạn đi bơi nước biển, nước vô máy, nó cũng sẽ không bảo hành cho bạn luôn. Bất cứ công ty điện thoại nào cũng như vậy. Thì đừng nói chỉ là thú cưng. Thú cưng mình sẽ bảo đảm cho sức khỏe cho bạn là trong cái shop mình. Nếu mà bạn nào sợ đi, có bạn hỏi là bây giờ em mua về cái anh bảo hành em 2 tuần được không? Vấn đề là bây giờ nếu em nói như vậy thì em cứ đặt cọc hoặc em chuyển khoản tiền, anh sẽ nuôi con rùa đó 2 tuần, thậm chí anh nuôi 1 tháng cho em vẫn được, nó không hề chết. Còn khi anh giao cho em xong là hết trách nhiệm. Em kiểm tra lúc nhận hàng nó khỏe hết là ok. Còn trong quá trình em nuôi như thế nào, có bị bệnh này nọ thì anh chỉ hỗ trợ tư vấn cho em thôi, chứ không thể bảo hành cho em được trong 2 tuần đó được. Ngay đến con rùa mà chỉ cần 1 ngày mà các bạn mang ra ngoài nắng bắt bạn phơi mà các bạn không để ý thôi, nó chết thì cũng đã không biết trước cái vấn đề rồi. Đấy, nãy giờ mình quay clip cho các bạn, mình vẫn phải đi ra vô nó, bởi vì nãy giờ mình đang phơi nắng cho các bé bò sát nè, cho rùa sungata nè. Đấy, sáng nào mình cũng phải làm như đây. Việc một điều nữa là cái shop rùa này thì chỉ có một mình nó làm tất cả mọi việc tại shop thôi. Hiện tại là vẫn không có nhân viên, cũng không có người phụ gì hết, nên các bạn thông cảm về vấn đề mà là tại sao nhiều lúc mà thấy anh không có thể chat rồi anh cứ đi giao hàng rồi nhiều vấn đề khách hỏi là nhắn tin không thấy trả lời. Đó là sẽ có giờ chat riêng, giờ đi giao hàng riêng, nhưng đó là một người làm tất cả nên các bạn phải chờ. Không phải như các cái shop khác là cứ nhanh gọn lẹ là có một người giao hàng, một người chuyên chat và một người chăm bếp. Còn cái shop này là mọi thứ dồn lên nó hết, nên các bạn phải thông cảm nha các bạn. Đấy, hy vọng là qua cái talk show ngày hôm nay phần nào là giải thích cho các bạn một số vấn đề để các bạn hiểu. Và các bạn nào là trên xem trên YouTube nè, hoặc là trên các hội rùa, hoặc bỗng thấy ai là réo tên rùa lừa đảo, thì mình mong các bạn chỉ vô hỏi bình luận một câu là có hình ảnh bằng chứng nào không, và gửi cái hình ảnh đó về shop của mình. Nếu rõ ràng là mình có làm gì sai, mình sẵn sàng định liền, một đền một. Đấy, các bạn, mình tuyên bố như vậy luôn các bạn nhé. Đừng vu khống shop này lừa đảo, nói shop này sao ta. À, còn về giá cả nữa, cái việc giá cả là thuận mua vừa bán nha các bạn. Con rùa cũng một con rùa đó, bây giờ chúng ta khoan nói rùa đi, chúng ta nói về ly trà sữa, cũng ly trà sữa thôi. Nhưng mà nếu nó là cái thương hiệu Gong Cha hay là một thương hiệu Toco gì đó thì các bạn sẽ thấy nó rất là mắc hơn một cái trà sữa vỉa hè. Bạn có nhà, bạn có thể nấu trà sữa ngon y chang như vậy, nhưng bạn không có thương hiệu thì giá của bạn bán không thể bằng người ta, nhưng các bạn thông cảm. Những bạn nào mới bán rùa, các bạn nhập rùa về, các bạn giá rất là rẻ, bạn sát bán sát giá giống rùa thì mình không thể nói được, tại vì shop phải có rất nhiều chi phí rồi chăm rồi tổn thất nữa. Như nhập 10 con rùa không phải lúc nào 10 bé sống khỏe hết, 10 bé nhưng có khi là chết khoảng 5 đâm ba một nửa luôn á, 2 triệu, shop chịu. Và shop mình bán giá có thể là trên hơn các shop khác, nhưng bảo đảm về sức khỏe khỏe, vì nó yếu cho nên nó chết trước rồi, nó chết tại shop. Đó là một quá trình sàng lọc, cho nên tại sao giá bên mình nó sẽ cao hơn các chỗ khác. Còn các chỗ khác bán rẻ vì sao? Nó về nó đẩy đi nhanh, một con là khoảng 50 ngàn cũng được nữa, mà đẩy rất là nhanh, còn sống chết mặt bay nha. Các bạn hên thì các bạn mua được con rùa khỏe, xui thì các bạn mua phải rùa yếu thì các bạn phải chịu, vì đó là giá rẻ mà. Đấy, hay nữa là các shop mà là đường bán rẻ thì nó sẽ ở xa nè, nó tận Hà Nội nè, rồi vận chuyển vô các bạn sẽ không yên tâm. Ngoài ra mình chưa nói đến vấn đề lừa đảo nha, rất nhiều khách của mình đã mua bên rùa của mình, trước khi mua của mình thì cũng mua của shop khác, khi mình giao đến thì nó các bạn đó lại nói là
bữa nó quảng cáo em nó mua con gù bự chà bá, nhưng cuối cùng giờ đến con gù có chút xíu à, mà nó còn bị nấm nó yếu nữa đấy. Còn mua gù của anh thì được cái là anh mang tới tận nơi, nó cho lựa tại chỗ luôn, nhưng mà quá tuyệt rồi. Các bạn còn muốn gì nữa? Còn về vấn đề ship thì ở tỉnh thì sẽ có ship tận nhà được qua các phương thức giao hàng nha các bạn. Đó, còn các ở trong thành phố thì đích thân anh gù sẽ đi giao, sẽ mang theo một bầy gù cho các bạn lựa. Còn một, nếu anh bận thì sẽ vẫn có nhân viên giao, và gù thì luôn đảm bảo sức khỏe và có quay tiếp test tất cả đầy đủ nha. Gù bán shop uy tín và chất lượng thì các bạn cứ tìm hiểu. Chúng tôi đã một mình anh gù đã bán 7 năm rồi, hơn 6 năm chứ, đã bước qua đã sang năm này và chuẩn bị năm này đang là năm thứ 7 nha các bạn, đã sang qua 6 năm bán rồi đó. Đó quá trình lâu dài, bất cứ con gì anh cũng đã chơi, anh cũng đã nuôi, con nào khó dễ thì anh biết hết. Thật sự là nuôi vét, nó nói khó thì khó, nó dễ không phải dễ đâu, cho cái đam mê của mình thôi các bạn ạ. Chúng ta chơi vét cũng như vậy, đừng có so đo về giá cả quá, nếu mà tính toán quá thì thật sự là chưa chắc các bạn đã mua được cái con vét mà bạn thích với cái giá mà bạn hài lòng đâu nha các bạn. Có những người ta biết mắt, người ta vẫn thích cái đó thì ta sẽ muốn mua thôi. Đó là đôi điều mà nó vừa nói nãy giờ với các bạn, mong các bạn sẽ hiểu và mong là trong thời gian sắp tới các bạn sẽ luôn ủng hộ Gù Pet Shop nha các bạn. Trong thời gian mà này cũng đang thời gian mà chúng ta phải giãn cách xã hội thì tốt nhất là chúng ta ở nhà nuôi thú cưng đi. Các bạn thích nuôi gì thì cứ liên hệ Facebook, Zalo, anh Gù sẽ có ship tận nhà cho các bạn. Đấy, chúng ta ở nhà nuôi thú cưng và tránh dịch. Đánh nổi nữa thì nhớ cài view trên kênh YouTube Gù Pet Show nhé các bạn. Có nhiều các clip hay về các bé thú cưng để giải trí cho bạn trong mùa dịch Covid và giãn cách trong 14 ngày này. Đây, hôm nay là ngày 31 tháng 5 rồi, chính thức là ngày đầu tiên của giãn cách. Trên kênh YouTube thì các bạn sẽ thấy là mình đã bật chế độ công chiếu rất nhiều clip trong 4-5 ngày sắp tới. Đấy, đã quay rất nhiều clip để phục vụ các bạn trong mùa dịch này. Đó, cũng như hướng dẫn các bạn nuôi bé tốt hơn. Đấy, các bạn sẽ ủng hộ shop rất là nhiều nha. Cảm ơn là nãy giờ các bạn đã xem và hiểu cho anh Gù. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.